chào buổi sáng. Bây giờ bắt đầu mình ăn sáng nha. Ở đây là cà phê sữa nè. Mình bỏ một chút chocolate milk vô ha. Đây là thành phần gồm có ở trong cà phê, với lại cái này là bột nghệ nè. Đây là bột gừng uống liên tục không là nóng đầu nhức đầu quá. Chua dữ không nha, hôm để over cái giờ luôn, ngủ quá. Ok rồi, bye bye, ăn sáng nào, cả gia đình cùng ăn sáng nhé.